À, cái cây mà thi thoảng hay trồng trên phố đúng không nhỉ? Cái này trước cây gì nhỉ? À, rồi. Biết, nhớ rồi. Chẳng qua nó lú nhú thôi. Không nhìn ra cái mai đỏ. Đấy, xin chào các bác. Đến thăm vườn anh Hiếu. Nhờ anh ấy tiếp việc. Hiện thể quay cái cây của anh luôn. Bên ngoài là cây to, tôi đi vào cây mini trước đi. Xong thì đi ra. Phần khóa cửa. Đấy. Đợt này có đi chợ đâu không anh? Có, nhận đi suốt. Bắt đầu đi lại rồi. Nhưng mà Vạn Phúc hay chỗ nào? Không, anh đi chợ Sơn Tây này. À, Sơn Tây với lại Hữu Bằng này. Đông Anh này. À, thấy ngon rồi. Điền này. Hôm này hôm anh chụp trên ấy nhìn tưởng bé to ghê nhỉ. Con này gấu đấy. Này gấu đấy. Già nhỉ. Già tám. Con này giao lưu là bao tiền đây? Con này 25 triệu. 25 triệu. Anh đọc cái số đi. 0983. 0983. 16. 16. 16. 16. 98. 98. 0983 16 16 98. Anh Hiếu. Dương Nội nhỉ. Dương Nội. Đấy, số đấy, cây đây. Nhiều cây lắm. Quay cái cốt điền này cái. Cái món đóng cây này phải có bãi mới có chuyên môn này. Chứ mày loay hoay lao vào mày chỉ chết giờ thôi. Cái này thùng nhựa là được mãi. Nhưng mà có cái cách nào mà để nó cố định dưới đít thùng ấy? Cố định chứ. Bọn vận chuyển ổ lắm, nó có biết trong có cái gì đâu. Buộc lại. Đúng rồi. Buộc nó dính với đít nhỉ, xong lại úp lên đúng không? Hôm xem mấy cái thằng tàu nó làm đẹp hết. Quản đất Nhật nữa. Cho nó đi máy bay cho nó nhanh. Nhanh à? Vâng. Chứ để nó đi nó thả nửa tháng thì xót ruột lắm. Đầu kia họ chịu ship hay mình chịu ship? À, em gửi cho ông luôn mà. Tất cả. Mình chịu ship à? Vâng, xong ông ý gửi lại mình sau. Đây là đầu giờ chiều ấy, cẩu cái lều về đây. À, làm lều á? Ừ. Cẩu á, lều làm sẵn rồi á, chỉ vựng đưa vào á. Nghĩa mình định mua sắt làm thì thằng của em lại cho. Cho cả nhà luôn. Ừ, cho cả nhà luôn, thế cẩu luôn. Thế thì là ngồi nằm đây trông luôn gì? Ờ. Lều đấy là lát sàn gỗ, sàn viết phải chịu lắm. Vâng. À đây chỗ này. Ừ. Cái hay quá, ngồi uống nước chơi được đúng không? Cẩu về xong là láng bê tông bê tiết lên. Ngon. Thế đưa vào đây hơi vất đấy nhỉ? Cẩu đưa chỗ đường này vào. Ừ. Đấy, chỗ này là có chỗ chơi rồi. Cái khu mà thôi, cái đấy chứ hỏi sau. Em có làm được cái gì thay thế các bạn Phúc không? Thế cái này được này nhỉ? Yeah. Búp măng đấy. Ở đây bao tiền anh? Cái này 3 triệu. Đấy, êm ái. Nhẹ nhàng êm ái, búp măng. Nhìn. Đấy. Ông nào chơi thích trực kiểu búp măng ấy. Này được, cứ thiên nhiên thế này thôi. Thiên nhiên. Con này anh lấy từ phá đi phá lại từ 2014. À đi. Lấy ở dưới Lê Xuân Trường Nam Định. À. Thế to phá đi làm 2 cây. Cây kia chứ bay chưa? Cây kia bay lâu rồi. Đấy, đấy. Cây này là cái nhỏ hay cây to? Cây này là một cái cành nhưng mà rễ nó bám xuống đất. À, thế ngon. Nó thành cái chân vậy luôn. Đấy, bây giờ nhìn nó cứ như là cây của nó. Đấy, cây xanh quê già này. Đấy, cây này là bao tiền đây? Cây này khoảng Việt. À, Việt. Việt tụi này có đi chợ búa gì không? Có. Con này xanh tốt nhỉ? Ừ. Con này chỗ có cái vách đẹp lắm này. Giờ bộ đội mê vách lắm anh. Đấy, xanh tốt chưa? Cái này ngày xưa ông nào để ý là thấy rồi, nhưng bây giờ phôi này không quay được dáng dấp đẹp lắm.
chả nhớ bao tiền, cái này bao tiền đấy? 6 triệu. 6 triệu, đấy, êm ái này. Như thì là bung màn luôn này. Cỡ hai người B. Cây này cũng là một cây vách. Đấy, thấy cây đây rồi thì ông nào thích thì chụp ảnh Zalo gửi cho cái đoạn video ấy, chụp cái màn hình gửi cho anh Hiếu ấy, hỏi dễ chứ bao nhiêu cây hỏi, cứ ví dụ hỏi tôi hỏi cái cây xanh Nam Điền hoặc cây vách cái mẹ thì trả lời khó lắm. Đúng rồi. Đấy, xong rồi đấy, số riếc đấy, người đấy. Đây, cái này cũng là một cây trực đẹp. Nếu mà bác nào thích chơi tông cao và nó to to chút, dáng cái này đẹp. À, để ra ngoài này quay cái dàn mini này đi. Đấy, cái này giả thế. Giả. Thế làm cái mầm ngóc lên cũng được. Già 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 khủng khiếp luôn. Mà phải chinh phục được cái vách này tốt thì bừa ra, nhưng mà đấy, phải kiên trì. Nắng nóng ra màn. Loạt mini đây. Anh Việt đi đâu vậy đây? Đấy, xì đẹp này. Xì đẹp. Hàng cầm tay đây. Alo là có đồ mang về đây. Alo, ship tận nơi. Đấy, ship tận giường. Tận chân công trình. Ship tận giường. Đấy, cái này cũng đẹp. Anh Hùng ra, chiều qua anh gọi điện cho mình. Này dáng đẹp. Quả island khác này. Đấy, nhiều si thế. Lão Điền. Phải giúp giúp này. Thì xanh sao là xanh quê. Sừng cầm thị. Đợt này cây xanh tốt phết này. Phun thuốc hết trĩ rồi. Thời tiết này cũng đỡ. Dãy nhỏ nhỏ này. Dãy nhỏ nhỏ này. Đó. Nhiều lắm. Đấy, đồ cầm tay này. Tuấn đã đổi con kia tao đổi cho. Hả? Ừ. Mày chả hiểu mày thích cái con nào cái gì. Con đi đôi hồng hồng mai điệu đà phết. Đấy, một đôi này điệu phết nhỉ anh. Được. Bao tiền một đôi anh? Không, đôi anh làm để chơi. À, để chơi. Tăng vợ. Mấy năm rồi đấy. Độc đáo nhỉ, cái này hay đấy. Cả cây hai cây đều độc đáo. Có cái hai cái chậu hợp. Đây, cái chậu đây anh thay vào chậu này đây. Ôi, để nguyên chậu này này. Không. Này, để cho cao cho nó 400.000 đôi chậu cao này. Cao cho buông xuống. À. Hay đấy nhỉ. Làm xong cho chậu đấy mới đẹp. Làm xong cho chậu này. À. Hay đấy nhỉ. Làm để tặng vợ cho vợ thích. Vợ cũng thích cây à? Vợ cũng thích cây, thích tiền. Thích cây mà lại có hoa thì thích cây tiền. Đấy. Được. Thích tiền là được rồi chứ. Mấy cây quá cũng mệt.
Được, thế là thích đúng thứ đấy. Đúng thứ cần thích. Ui, nắng rát ghê nhỉ. Ra ngoài quay cây to tí. Tường vi. Cây ổi kia đang nhiều quả lắm. Kia có một cây ổi ở trong kia. Đây, cái cây xanh này. Làm điền. Ồ. Vướng cái đống gạch tôi không giúp vào được. Bên này có một cây xanh quê. Cao cỡ 1m7 gì đấy. Đi nốt cái góc bên kia, nắng quá không chịu. Sờ vào đầu bỏng tay. Đây là cái cây ba vai, cây ngàn điền ba vai. Đấy, bác nào thích cây nào thì bảo bác đi quay kỹ lại cho nhé, nếu mà ở xa. Gần thì đến, được thì đến. Ok, cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.